Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng trong sáng nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 3 phạm nhân đang thụ án cải tạo lao động tại trại. Đây đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật các nội quy quy định của cơ sở giam giữ, đồng thời tích cực học tập, có ý thức hoàn lương, hướng thiện, đủ điều kiện tiêu chuẩn đặc xá. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh, việc xét đề nghị đặc xá năm 2022 tại trại tạm giam đã được thực hiện nghiêm túc, tiến hành công khai, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Mong rằng trong thời gian tới, các phạm nhân được đặc xá sẽ sớm tìm được việc làm ổn định, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương nơi cư trú, sống lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp này, giám thị trại tạm giam cũng đã phát động phong trào thi đua, khuyến khích những người đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cải tạo, học tập để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước, sớm trở về với gia đình, quê hương.